Tính cách sự nghiệp người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tính cách người tuổi Mậu Thìn, mệnh Đại Lâm Mộc, có phần hướng nội, trầm tĩnh, ít nói, họ khá bị động trong mọi chuyện, đối nhân xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Kỳ thực, họ là người có tài năng xuất chúng, khả năng làm việc và xử lý vấn đề rất tốt, chỉ có điều họ không thích nổi bật, không thích thể hiện bản thân, tựa như viên ngọc vẫn còn ẩn mình trong đá vậy. Nếu họ muốn và thoải mái thể hiện năng lực của mình thì sẽ tỏa sáng như viên ngọc minh châu giữa bóng đêm đen tối. Người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng. Họ cần có mục tiêu để luôn luôn phấn đấu, theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục. Có kẻ địch thì nghĩ kế đẩy lùi. Có như vậy họ mới thấy cuộc sống muôn màu, muôn vẻ và cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người chinh phục. Chiến công chính là điều mà họ mong muốn hướng đến, có thất bại là kẻ thù. Có điều, người này lại khá nhỏ nhen trong chuyện tiền bạc, tuy không mất nhiều công sức cũng có thể kiếm được bạc tiền, nhưng họ rất khắt khe với bản thân, chi tiêu tiền vào những việc thực sự quan trọng, lúc nào họ cũng than vãn, không biết tiền của mình ở đâu. Tiền bạc và gia đình là hai thứ mà tuổi Mậu Thìn cực kỳ coi trọng, họ không thích bị mắc nợ, nếu có lỡ nợ tiền của người khác thì cũng sẽ tìm đủ mọi cách xoay sở để trả hết số tiền đó. Sức khỏe của người tuổi Mậu Thìn không có gì đáng ngại, tuy nhiên đôi lúc vẫn bị khó chịu về bệnh dạ dày, nên đặc biệt thận trọng trong chuyện ăn uống, mùa xuân, mùa hạ, đề phòng các bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, phải giữ cho tinh thần thoải mái, đừng tự tạo áp lực cho mình. Phụ nữ tuổi Mậu Thìn là người có thể giữ yên ấm cho gia đình, nhưng nên chú ý tiết kiệm tiền bạc, đề phòng khi kinh tế gia đình lâm nguy, cũng nên chú ý hơn đến trật tự, an ninh nơi mình sinh sống, cửa nẻo đóng khóa cẩn thận. Những cô gái độc thân mệnh này khá hoạt bát và nhân duyên rất tốt, nhưng có thể có người theo đuổi dai dẳng, phải nghĩ cách để ứng phó. Nam giới có phần ít nói nên không có lợi cho việc kết giao với bạn bè khác giới, nhưng vốn khí chất bất phàm nên cũng gây được không ít sự chú ý cho mình. Theo tính cách của tuổi Mậu Thìn thì người này khá thích hợp đi xa quê hương để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, họ rất hợp với các công việc có liên quan đến ngoại thương và thu được nhiều lợi ích từ đó. Vận mệnh tuổi Mậu Thìn khá thịnh vượng đường tài lộc, dù là chính tài hay thứ tài thì đều tiền về đầy kho. Người này rất thích đi rút thưởng có giá trị lớn hay tham gia các trò chơi giải trí trên báo hoặc truyền hình, tỷ lệ thắng cuộc cũng lớn hơn người khác. Tuy nhiên, người này có khá nhiều khoản phải chi tiêu lớn, nếu có thể đầu tư kinh doanh bất động sản hoặc mua các đồ có giá trị như trang sức, đá quý hay đồ cổ thì tỷ lệ thất thoát bạc tiền ở trong những lĩnh vực khác cũng sẽ ít đi.